Rồi hello, chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu của mình ha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay em chia sẻ về vấn đề những việc nên làm và không nên làm trong cái thời tiết mà nắng nhiều như thế này nha các bạn ha. Để mình hạn chế cho cây mai mình nó bị trổ bông sớm nha các bạn ha. Thì bạn biết là thời tiết bây giờ đã đang nắng lên rất là nhiều các bạn ha. Thì các bạn làm sao thì làm thì phải thứ nhất là phải canh nước và tưới nước đủ, từ đủ đến dư cho cây nưa cây mai nha các bạn ha. Và nếu mà cây nào nụ của các bạn mà đã lớn á, đã lớn quá, no nưỡng quá thì các bạn có thể là đem cây vô nắng ít lại một chút, nắng ít lại. Thí dụ một cây của bạn để ngoài nắng một ngày 6-7 tiếng thì nếu mà nụ nó đã lớn quá nhiều thì sợ cây nó chịu không nổi với thời tiết nắng này, thì các bạn có thể đem cây vô chỗ nắng ít lại khoảng nắng sáng chừng 5 tiếng là được rồi các bạn ha. Từ 8 giờ đến 12 đến 11 giờ là được rồi. Đó là cái việc cần làm thứ nhất của các bạn ha bạn ha. Bây giờ thời tiết nó ngộ ha các bạn ha. Lúc thì nắng ít, lúc thì nắng nhiều. Bây giờ là hiện tại bây giờ là nắng ở khu vực của mình ở Sài Gòn là nắng rất là nhiều các bạn ha. Đó. Thì nắng như vậy thì sẽ làm cho những cái cây mai mà nụ nó đã quá lớn và lá nó đã quá vàng rất là nguy hiểm các bạn ha. Thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn là những cây mai mà lá nó vàng, vừa nụ lớn và lá nó vừa vàng thì các bạn phải cẩn thận những cái cây mai đó các bạn ha. Vì lá nó vàng quá thì nó gặp nắng này nó sẽ rụng rất là nhanh và phải tưới nước đủ cho nó. Và nếu mà bạn nào chưa bón siêu lân kẽm hoặc là chưa bón lân lần nào, có nghĩa là nếu bạn không có siêu lân kẽm thì các bạn bón lân. Lân ở đây mình có thể là xài là như là thằng siêu lân cũng được các bạn ha, 10-50-10 đó ha. Thì mình bón cái liều nhẹ, cái liều mà khoảng là dưới 1 gram trong lít nước để mà duy trì cái bộ lá của nó chống hiện tượng rụng thôi. Chứ còn nếu mà nó đã già quá thì nó như thế này thì nó rụng thôi, không có cầm nổi đâu các bạn ha. Và cái việc quan trọng là cố gắng là phải tưới nước đủ cho nó đối với những cây mai đó. Tại vì những cái cây mai mình chăm sóc nó không đúng rồi thì nó đã vàng lá quá rồi, thì mình hạn chế việc, nhưng hạn chế phần nào đó thôi các bạn ha. Chứ còn mà nó rụng thì nó vẫn rụng thôi. Đó. Còn những cái mai mà nụ nhỏ, nụ vừa thì không có sợ. Thì thời tiết này nắng nóng như thế này thì thuận lợi cho những cây mai mà nụ nhỏ ha. Nụ nó còn nhỏ thì thuận lợi, nhưng mà những cái mai nào nụ nó đã lớn rồi thì khả năng là nó sẽ trổ sớm hết các bạn ha. Đó. Rồi cái việc mà cần nên làm nữa là các bạn phải không được cái thay chậu nó vào thời điểm này các bạn ha. Thì nếu các bạn muốn thay thì các bạn nên tốt nhất là cái lặt lá xong rồi thay. Ví dụ như ngày mặc định là ngày 15 tháng 12 tháng chạp á, mình lặt lá thì sau khi mình lặt lá xong rồi mình có thể thay chậu luôn thì nó hay hơn. Còn lúc này bạn lặt lá bạn thay cũng được đối với những cái cây mai mà ví dụ như mà nó ăn kín hết bầu đất, mình dở lên á, dở lên nó không có bị rớt đất ra, nó không có bị động tới rễ, nó bó nguyên cái bầu cứng nhắc á, thì thay được, thay qua chậu mới được, cùng kích thước được hoặc là lớn hơn được. Nhưng mà đối với cây mai mà ăn không kín hết chất trồng á, bằng dở ra như vậy nó sẽ động rễ, thì động rễ nó sẽ bị rễ nó sẽ hạn chế hút nước. Chính vì thế thì lá nó sẽ mau rụng. Nên chính vì thế mình khuyên các bạn là nếu mà cái chậu bạn nếu mà chắc chắn á là nó ăn kín hết cái bầu, nó ăn kín hết một chậu á, thì nên mới thay chậu mới thôi. Còn nếu mà bạn thấy nó không ăn kín hết chậu, nó đặc biệt là những cái chậu mà quá lớn á mà muốn thay á, thì khả năng là không bao giờ nó ăn kín hết chậu đâu. Bạn thay nó sẽ bị rớt chất chồng lại và nó bị động rễ, đứt rễ, nó sẽ rụng lá trổ bông sớm. Nó mà cân nhắc ha. Thì tốt nhất với những cây mai mà nó không ăn kín hết bầu á thì các bạn nên để tới ngày lặt lá rồi hãy thay các bạn ha. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ tinh thần của mình bằng việc đăng ký kênh và nhấn chuông cho tất cả để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn ha. Rồi cái thời tiết nắng như thế này thì các bạn nên kiểm tra tưới bổ sung cho mình nước, có thể là một ngày 2 lần, có thể tưới vào buổi chiều luôn, khoảng 4 giờ mấy 5 giờ bạn tưới ha, 5 giờ bạn tưới. Tại lúc này là nếu mà 4 giờ có nhiều khu vực nó cũng vẫn còn nắng các bạn ha. Bạn có thể tưới 5 giờ luôn, tưới bổ sung cho nó. Còn không thôi thì
sáng bạn tưới, sáng bạn tưới trước 7 giờ ha, 7 giờ bạn tưới một lần, rồi bạn ra kiểm tra, có thể là bạn tưới thêm bổ sung cho nó, nếu bạn đảm bảo cái chậu nó thiếu nước á, thì bạn phải có thể bổ sung tưới lúc 10 giờ cũng được các bạn ha, bổ sung thêm tưới gian đó, tại vì bạn tưới một lần đối với những cây mai mà cái chậu nó nhỏ và cái chậu nó thoát nước tốt quá các bạn ha, có nghĩa là mình tưới vô trong vòng khoảng vài tiếng nó khô liền, có nghĩa là đối với những cái chậu đó là cái bộ rễ nó ăn quá mạnh và nó ăn trong chất chồng của mình rất là nhiều, nên cái lượng chất chồng nó còn rất là ít, chỉ còn rễ không à, phần rễ nó chiếm rất là nhiều, nên mình tưới nước nó vô á, nó rút liền tưới, rút liền tưới, rút liền á, là những cái chậu nó mau khô chất chồng lắm, nên chính vì thế là các bạn phải tưới bổ sung hai lần cho mình những cái chậu đó nha bạn ha. Nên thôi là cái mai mà nó thiếu nước, bây giờ là nắng lên rất là nhiều và lúc này các bạn xịt thuốc sâu á, thì lựa những cái loại thuốc mà có gốc SC á, mà xịt nó đỡ nóng hơn bạn ha, xịt vào chiều mát nha bạn ha. Thì lúc này thì sâu đen và mọi chỉ các bạn phải ngừa nha bạn ha, đừng có bỏ để nó phá cái nụ của mình. Rồi những cái mai mà nụ mà nó quá lớn, nó chín mùi quá, thì bạn có thể đem cây vô mát nha các bạn ha, và tưới nước đủ cho nó mát, có nghĩa là đem cây vô chỗ nắng ít lại nha bạn ha, chứ không có tuyệt đối đem cây vô chỗ mà không có nắng luôn. Có nhiều bạn thì không hiểu được vấn đề là cứ nghĩ là đem cây vô chỗ không có nắng luôn là cái cây mai mình nó sẽ si nha bạn ha, vì lâu rồi dài để lâu quá nó si, và bạn đang đem vô cây vô mà chỗ mà không có nắng vậy mốt bạn có lặt lá cho chỗ bông nó cũng, chỗ bông nó rụng bông rụng nụ hết các bạn ha. Chính vì thế nè, các bạn phải đem cây vào chỗ có nắng sáng là tốt nhất nha, giảm cái cường độ ánh nắng của nó, thời gian nắng của nó lại, chứ không phải là đem cây vô mát luôn nha các bạn ha, bạn hiểu được vấn đề đó. Thì hiện nay mà nụ nó bung á, nó lác đác thì xảy ra trên một số cây, cây nào cũng có các bạn ha, vườn nào cũng có, chứ không phải là ai nói hay là không không có chỗ lác đác đâu các bạn ha, nó sẽ bung lai ra hết các bạn ha. Nên cái điều quan trọng nhất, thí dụ như bây giờ á, bạn những cái mai mà bạn nụ nó đã vừa và nụ nó đã lớn rồi á, các bạn đừng có bón phân gì nữa giùm mình ha, bạn bón vô là khả năng là nó nở sớm, nó nở nhanh hơn là mình không bón. Nó chính vì thế á, là mình nói hoài những cái mai mà nụ nó đã lớn rồi á, thì bạn muốn nó rám vàng á, thì bạn ngưng phân nó cũng chuyển qua rám vàng thôi, không nhất thiết phải bón đâu bạn ha. Còn bạn bón thì bạn không bón phải đúng, ví dụ bạn bón kali, bạn bón sơ sẩy là nó cháy rễ kali á, kali muối ớt á, hoặc còn bạn bón kali trắng á, thì nó có cái đạm trong đó, nên chính vì thế là cái nụ vừa thì bạn nụ vừa mà nó hơi vàng vàng, nó còn xanh mà nó chưa có nhả vàng quá, thì các bạn có thể ngưng phân, ngưng phân là an toàn nhất các bạn ha, chứ bạn bón sơ sẩy là bây giờ nó sẽ dễ chậu bông sớm lắm ha. Và đặc biệt là nè, nếu mà bạn tưới thiếu nước nữa, bạn vừa bón phân mà bạn vừa tưới thiếu nước nữa là cái nụ của bạn nó sẽ bung hết các bạn ha, lưu ý điều đó, chọn điều quan trọng nhất là nước là phải đủ. Ví dụ như những cái mai của bạn á, bây giờ mà nụ nó còn nhỏ, nụ kim thôi á, hoặc ít nụ thôi thì mới bón phân thôi, và bón cái gì thì các bạn nào mà chưa sử dụng thằng 6-30-30 thì sử dụng một lần thôi hoặc hai lần thôi, cách nhau khoảng 10 đến 15 ngày. Bây giờ tương đối là mà kích nụ là nó trễ lắm rồi, nhưng mà mình thà mình làm nó có thể nó lên nụ thì được bao nhiêu nụ thì chơi bấy nhiêu nụ đó, để chống giọt. Chứ mà cây bạn mà muốn nụ nó nhiều á, thứ nhất là phải giống nó nụ nhiều các bạn ha, ví dụ giống nó nụ nhiều ha, và thứ hai là bạn phải bón chăm sóc cho cây mai những cái tháng đầu năm á, nó phải sum khỏe và bón phải đủ lần cho nó và thường xuyên ngắt đọt nó, có những cây mai diên chứ bạn không thể là cứ bón chập chừng hoài là không có được các bạn ha, chập chừng hoài cây mai của các bạn nó sẽ không có đủ dinh dưỡng để mà nó phát triển cái nụ kim, vì bạn biết cây mai mà muốn tạo nụ được nhiều á thì nó phải sẽ tạo nụ kim trước. Như cái cây này là cái cây thủ đức nè bạn thấy ha, cây này bạn thấy là mình uống á nó bị thất khóc nhựa quá này, nó nứt vỏ các bạn ha,
Bạn thấy bây giờ nó đạo nụ rất là nhiều ha, nụ nào nụ nấy nó bự không à ha. Nè, Thủ Đức mà ghép trên cây Tứ Quý, bạn thấy nụ nó kinh bự, cái độ độ to của cái nụ nó kinh khủng ha. Nè, bạn thấy cái nụ độ to của nụ kinh khủng nè ha. Đó. Nói chung là cái giống nào mà ghép vô cây Tứ Quý thì nó cũng sung các bạn ha. Cái gì nó cũng hơn người ta chứ. Tại vì cái nhựa của Tứ Quý nó quá sung. Đó, bạn thấy nha, khi mà ép uống nó bị sốc, nó rụng đá thì nó chỗ bông một số bông ha, bạn thấy mà chỗ một số bông mà. Nhưng không có sao, nó rất là còn nhiều, rất là nhiều nụ các bạn ha, nụ nó rám vàng nhau nè. Cây này là mình ghép chưa tới một năm các bạn, chưa ghép tới một năm các bạn ha, nó khoảng 7-8 tháng gì đó. À, bạn thấy nụ nè ha, Thủ Đức nụ nó không rất to ha bạn ha, thì nụ to nụ nhỏ nó cho giống, nhưng mà khi mà cùng một loại giống, ví dụ như nói giống Thủ Đức đi mà ghép trên cây mai vàng thì nó không đạt mà ghép trên cây Tứ Quý các bạn ha. Giá trị trên Tứ Quý hả, nó cho nụ rất là xiên các bạn ha, nụ không có nghe thua gì siêu bông đâu các bạn ha, ha có thể là ngang ngửa luôn á ha. Tại vì mai ghép mà khi mà bản chất là cây mai ghép á là nó nhân giống vô tính, là khi mà ghép vô rồi nó mau cho nụ lắm, mà là cho nụ xiên lắm các bạn ha. So hơn với cây mai zin, những cây mai zin thì tạo nụ nó hơi ít hơn cây mai ghép, và cây mai ghép á tuổi thọ thì đương nhiên nó không bằng mai zin rồi. Với mình nói trên đời thì được cái này mất cái kia các bạn ha, muốn được hết thì không có đâu. Đó thì hiện nay bạn thấy là đa số nhà vườn là săn Tứ Quý để mà ghép, thì ghép vô cây Tứ Quý tuổi thọ nó cao và nó cho bông xiên các bạn ha, bông nó đẹp đẹp hơn, bông nó to hơn nữa, và khả năng là cho chỗ bông trong Tết á, qua Tết nó khó xi hơn là cây mai vàng. Cây mai vàng ghép bạn ghép vô mà nó dễ xi lắm các bạn ha, và cái mai vàng ghép là nó xi và nó mục đầu nữa các bạn ha, mục những cái dấu mà cắt của mình đó. Rồi thôi, video mình ở đây cũng xin tạm dừng các bạn ha. Các bạn nào thấy video mình hay hãy cho mình một like, bạn nào chưa đăng ký kênh hãy nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn chuông cho tất cả để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn ha. Rồi hẹn gặp các bạn video tiếp theo, chào tạm biệt các bạn.